Tại Hà Nội, các bộ trưởng kinh tế thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã tổ chức họp theo hình thức trực tuyến nhằm triển khai những chỉ đạo mà các nhà lãnh đạo ASEAN đưa ra tại hội nghị cấp cao ASEAN, đặc biệt về ứng phó với dịch COVID-19. Tham dự hội nghị có bộ trưởng kinh tế của 10 nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị này. Hội nghị đã thông qua kế hoạch hành động Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Kế hoạch hành động Hà Nội bao gồm các biện pháp cụ thể nhằm phục hồi nền kinh tế ASEAN như duy trì các cam kết của thị trường để đảm bảo an ninh lương thực, tăng cường khả năng phục hồi và tính bền vững của chuỗi cung ứng khu vực, tránh áp dụng các biện pháp phi thuế quan mới và không cần thiết, xây dựng các nền tảng để tạo thuận lợi thương mại hiện có trong ASEAN để thúc đẩy và hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng, tận dụng công nghệ và thương mại số để hỗ trợ và cho phép các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp tục hoạt động. Bản kế hoạch hành động Hà Nội này được xây dựng trên cơ sở tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế ASEAN do Việt Nam đề xuất, thúc đẩy và được thông qua tại hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp vào tháng 3 năm 2020. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng đã thảo luận về tuyên bố chung của Hội đồng tư vấn kinh doanh, trong đó có Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN ABAC đại diện cho các khu vực tư nhân về ứng phó dịch COVID-19.